sau khi quân Nam Hán đánh bại được Khúc Thừa Mỹ, đồng thời chiếm lại Giao Châu, chúng đã ra sức đàn áp bóc lột dân ta. Xô dục căm phẫn quân cướp nước tàn bạo, nhân dân ta khắp nơi nổi dậy chống lại chính quyền đô hộ. Trong đó có một nha tướng dưới thời Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đang làm hào trưởng đất Ái Châu. Dương Đình Nghệ hào trưởng Ái Châu đã nhận nuôi tới 3.000 người con, bọn họ đều là dũng sĩ ở khắp nơi. Ta e rằng họ Dương kia muốn làm phản. Thưa đại nhân, nếu bọn họ đem quân ra Đại La thì chúng ta khó lòng chống đỡ. Người hãy mau chọn một con ngựa tốt, nhanh chóng trở về Nam Hán xin viện binh tới Giao Châu ứng cứu. Tình thế nguy cấp lắm rồi. Tuân lệnh. Thưa nhạc phụ, họ Khúc bị đánh bại, nay nhà Nam Hán lại cử Lý Tiến sang thay. Tên này ngày càng bạo ngược đàn áp dân ta. Theo con, đã đến lúc quân ta tiến về Đại La đuổi giặc, giành lại quyền tự chủ cho đất nước. Bẩm chủ tướng, nhà Hán cử Lý Tiến bất tài vô dụng, lại tham lam bạo ngược, làm cho dân ta ngày càng khổ cực. Tấn công thành Đại La lúc này ắt bọn chúng phải bại thôi. Bẩm Dương chủ tướng, Lý Tiến đã cử người về Nam Hán xin viện binh rồi. Ta phải chiếm được Đại La trước khi viện binh của giặc tới. Quân đâu? Mau truyền gọi bao quân nghe lệnh. Hỡi các tráng sĩ, đã đến lúc chúng ta tiến về Đại La đuổi quân xâm lược, đứng lại nền độc lập cho nước nhà. Tiến về Đại La, đứng lại độc lập. Tiến về Đại La. Bẩm đại nhân, Dương Đình Nghệ đã dẫn quân đến gần La Thành rồi. Quân tiếp viện của tướng Trần Bảo đi đến đâu rồi? Liệu chúng ta có thể cầm cự tới khi viện binh tới không? Theo tin mới nhận được thì 5 ngày nữa viện binh mới tới Ải Chi Lăng. Không xong rồi, mau cho người thu dọn hành lý, ta phải trốn khỏi đây ngay, nếu không sẽ mất mạng. Đại nhân định bỏ thành sao? Ở nước này rồi ngươi còn lo giữ thành ư? Vậy ngươi cứ ở đây chịu chết đi. Thưa nhạc phụ, bọn Lý Kiến sợ chết đã bỏ trốn rồi. Đúng là bọn cướp nước nhát gan. Viện binh của thừa Trần Chỉ Bảo còn chưa tới Đại La, các con hãy bố trí phòng ngự chặt chẽ trong ngoài thành ngay giặc. Vâng lệnh. Với sức mạnh như vũ bão của nghĩa quân ta, chính quyền cai trị của nhà Nam Hán trên đất Giao Châu do Lý Kiến đứng đầu nhanh chóng tan rã trước khi viện binh tới. Dương Đình Nghệ cùng 3 quân tướng sĩ sẽ làm gì để giữ La Thành trước viện binh của Nam Hán? Mời quý vị và các bạn đón xem ở phần tiếp theo.